Đời sống thú vị xin chào các bạn. Video này là tôi có lời nhắn tới những người sử dụng tủ đông này, tủ lạnh này, hay là tủ mát. Những cái tủ mà họ dùng cái giờ le điện tử hay là còn gọi là cái giờ le bán dẫn. Nếu như mà cái tủ nó không lạnh, tủ đông này, tủ mát này, hay là tủ lạnh này nó không lạnh, thì cái việc đầu tiên là các bạn nên rút cái điện ra. Tôi vẫn khi mà khách hàng ấy gọi cho tôi thì họ nói là cái tủ nó không lạnh, thì tôi nói ngay với họ là rút điện ra. Đó là cái đầu tiên. Đấy, thì nếu như các bạn là thợ thì cũng nên nhắc người ta như thế. Đó, bởi vì sao? Khi nó không lạnh, cái thứ nhất là có thể là lốc nó hư rồi chẳng hạn. Đấy, hoặc là hư cái giờ le này mà nó không đề được. Nếu như nó không đề được mà chúng ta cứ cắm điện vào, bởi vì nó không đề được mà, thế nên là điện nó cứ vào nó on vào đấy, sau đó là cái kẹt mít nó lại nắp. Đấy, một lúc sau nó nguội, nó lại đóng lại. Đấy, thì nó lại vẫn không chạy được, thì nó lại nóng cuộn dây lên. Cứ nhiều lần như thế thì rất dễ mà cháy cuộn dây. Đó. Thế nên là khi mà cái tủ nó không lạnh thì việc đầu tiên rút điện ra. Đấy, rồi gọi thợ là cái trường hợp tủ nó không lạnh. Đó. Bởi vì nếu như mà chúng ta cứ để nó rất hại cho cuộn dây, thì cái tẹp mít cái giờ le, nếu như mà các bạn có thể là tự kiểm tra thì các bạn rút cái giờ le của nó ra. Đây, cái giờ le nó như này. Lắc. Đó. Như thế là hư, thì thay cái không hư đây. Đó. Cái hư là nó kêu, còn cái không hư là nó không kêu. Đó. Thì chúng ta thay cái này là ok. Đó. Còn một cái nữa, đấy, nó tránh được cái tình trạng khi chúng ta rút điện ra, thì tránh được cái tình trạng là nếu như cái tổ mà nó không lại nhé, mà nó bị cháy chập, tức là nó cháy cuộn dây ở trong, thì chúng ta rút điện ra thì cái từ cuộn dây nó không mát được ra ngoài nữa. Đấy, nó tránh đi cái nguy hiểm nữa. Đấy, thế nên là khi mà cái tủ nó không chạy thì cái việc đầu tiên là chỉ cần rút ra rồi gọi thợ, thợ đến kiểm tra, hoặc nếu chúng ta tự kiểm tra thì như lúc nãy tôi nói đó, chúng ta lắp và thay cái giờ le. Đấy, giờ le điện tử. Và cái video này tôi nói đơn giản như vậy để rút kinh nghiệm cho những người sử dụng tủ lạnh thôi, hay là tủ đông hay tủ mát. Khi gặp cái trường hợp như vậy, nó không lạnh thì chúng ta rút ra. Bởi vì tôi thấy là nhiều người là thấy nó không lạnh, nó cứ để như thế, sau đó là gọi thợ. Thế nhưng mà khi chúng ta rút ra thì nó bớt đi cái tần suất bị làm on dây. Nó sẽ giúp cho cái lốc của chúng ta nó không bị hư. Rồi, cuối cùng là chúc bạn và gia đình được bình an và hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã theo dõi.